Xin chào các bạn, mình đang có mặt tại bên nhà vườn Đạt Nhung nhé. Năm nay nhà mình về rất là nhiều mai đỏ. Mai đỏ có nhà mình thì có hàng A và hàng B. Đây là hàng A của nhà mình này. Đó, hàng A bên này là những cái luống hàng A nhé. Cây rất là đẹp, hàng một cốt. Cây nào cũng đều nhau tăm tắp luôn, gốc thì to. Gốc to lắm. Đây để mình lấy một cây ra cho mọi người xem cây này đi. Đó, hàng nó to như thế này này. Hàng A nhé. Hôm nay thì nụ nó mới như thế này thôi. Nhưng mà tầm ngày mai ngày kia là xanh như hạt đậu tương luôn, xanh như hạt đậu xanh ấy. Gốc cây rất là đều và đẹp. Đây là hàng A. Năm nào thì nhà mình cũng làm mai đỏ một vườn. Ở đây thì mình đã xếp ngay ngắn rồi, một hàng này là 15 cây, 2 4 6 8 10 12 14 15 cây. Và cả cái luống dài ấy, thì nhân lên thì một lô này sẽ là bao nhiêu cây đấy thì khách lấy, khi hoặc là khi khách không đến lấy được, mình đóng đơn cho khách là hàng nào là xếp hết hàng đấy, không có ai được chọn vào hết. Đấy là bán hàng, là phong cách bán hàng của bên mình. Đấy, cây rất là đều và đẹp nhá. Các bạn ơi, ai cần hàng thì gọi điện nhé. Bên mình sẽ gửi định vị cho các bạn. Các bạn đến trực tiếp mua hàng giúp mình. Hàng đẹp lắm, năm nào cũng thế. Đây này, cây các luống cây là đều nhau. Thân một cốt thôi. Đường kính gốc từ khoảng 1,5 đến 2cm luôn. Cây rất to, tán đều. Cây thì không quá là cao. Nếu tính cả cái tua rua này thì có mà đến 70 phân luôn. Đến cả đến đây như cái tua rua này thì tay mình thẳng ngang như thế này thì nó phải vào tầm khoảng cả mét ấy. Nhưng mà không, mình không tính thế. Mình chỉ tính ở cái độ tròn tán của cái phần dưới này thôi này. Từ đây đến tầm khoảng 20 phân. Thế còn từ gốc cây trở lên thì cũng tầm khoảng 15-20 phân. Hoặc gốc có gốc thì ngắn hơn, tầm khoảng 12-15 phân. Đấy là cách tính để mình xác định cái độ đẹp. Thế còn bây giờ thì nụ nó mới như thế này. Đấy, quay sát một chút. Lúc đăng lên nó cứ hay bị mờ nhưng không hiểu tại sao. Thế thì bây giờ thì nụ như này. Nhưng mà đến khoảng ngày 15-16 âm lịch ý, là nụ bằng hạt đậu tương hết và có màu xanh đậm luôn. Thế còn sang ngày 22-23 là nụ bắt đầu chuyển đỏ. Và đến Tết là nở cực kỳ đẹp. Mỗi năm thì mình về sớm hơn nên là khách hàng bảo là năm nay em đừng về sớm như thế nữa. Bởi vì đến như năm ngoái năm xưa ấy là anh chị lấy là đến khoảng 23 đã nở nhiều lắm rồi. Và gần như là đến Tết ý, là nó đã nở toe tét hết rồi ý. Chứ không nói là tàn đâu. Thế thì năm nay em hãy về sớm hơn, à muộn hơn tầm khoảng 4 ngày đi để nó khớp vào Tết. Thế mình mới cũng bảo khách là ok. Thế là năm nay mình về hàng này. Hàng đẹp lắm nhá. Ai lấy thì inbox sớm cho bên nhà vườn Đạt Nhung. Hôm nay cũng đã là mùng 10-11 rồi. Thì ai lấy thì báo sớm kẻo hết. Bởi vì hàng nhà mình chốt nhanh lắm. Mỗi người lấy 5-700, 100-200 là hết nhanh lắm. Mình cũng đóng hàng gửi đi các tỉnh nữa mà. Hiện nay thì nhận đơn cũng nhiều rồi đấy ạ.